À rồi, em Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì ngày hôm nay em về được một lô dây loa Audio Mega, thương hiệu là nổi tiếng của Pháp rồi. Dòng này thì hôm nay em về cái dòng dây tầm trung cho tất cả các bác cùng lựa chọn thôi. Chứ còn những dòng cao hơn chút thì 3-4 triệu thì em cũng có hàng, nhưng mà em sẽ về ít hơn. Tại vì đa số tất cả các bác đều sử dụng cái phân khúc tầm trung như thế này. Đấy, với một cái mức giá nó chỉ có hơn 1 triệu đồng một cặp dây loa Audio Mega của Pháp như thế này, thì các bác cùng em đi vào chi tiết sản phẩm về cái dòng dây loa Audio Mega này nhé. Rồi, thì ở đây trước tiên thì em sẽ đi với các bác để em sẽ giới thiệu chi tiết tỉ mỉ cho các bác nha. Đây chính là một hộp dây loa Audio Mega. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đây, dây của nó là mỗi vế là dài 2,5m nha. Đó, mỗi vế dài 2,5m. Đây, bây giờ em sẽ quay chi tiết sản phẩm cho các bác cùng xem nha. Thì bên trong này thì nó có cái gì? Nó chính là cái tờ giấy giới thiệu của hãng này. Đó, đây chính là cái tờ giấy giới thiệu của hãng nha. Và đây chính là cái cấu tạo của loại dây nha. Đây, đây chính là cái cấu tạo của loại dây của nó này. Các bác nhìn thấy chưa? Đó, thì đây nó cũng toàn có chữ tiếng Anh thôi. Thực ra thì mình không có đọc được nên các bác thông cảm nha. Đấy, kháng trở này. Các bác nhìn thấy chưa? Đó, các bác nhìn nha. Đó, loại dây của nó này. Đấy, thông số thì nó đều in ở trên dây như thế này. Đấy, trên cái giấy giới thiệu của hãng như thế này nha. Đây, thực tế thì đây em sẽ cầm cho các bác xem cái cặp dây loa Audio Mega của Pháp như thế này đây. Đó, thì trên tay em đang cầm đây chính là cái cặp dây loa Audio Mega. Dây này thì em đánh giá thì nó rất là ok này. Cầm rất là nhỏ gọn, nó phù hợp cho những cái dàn âm thanh bình dân như các bác nha. Đó, các bác nhìn chưa? À, các bác nhìn này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đó, dây thì đầy đủ hộp cho tất cả các bác. Và các bác lưu ý giúp em này. Đây, đây chính là cái cục chống nhiễu của nó nha. Đó, mang tên thương hiệu Audio Mega này. Các bác nhìn chưa? Đó, Audio Mega. Đó, dây thì các bác nhìn ra nó độ bóng của nó này. Em quay gần các bác này. Cực kỳ là bóng, cực kỳ là đẹp nha. Đó, đầu này của nó sẽ là điều hướng mũi tên như thế này. Đó, thì khi các bác lấy về nha, các bác cắm sao đúng điều hướng mũi tên là cắm từ âm ly chạy ra loa nhá. Đó, điều hướng mũi tên như này này, chạy từ âm ly ra loa. Đấy, các bác cắm cho nó đúng điều hướng giúp em nha. Đó, dây là mỗi vế dài 2,5m rồi. Còn bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cái đầu rắc bắp chuối của nó nha. Ở đây, đây chính là những cái bộ đầu rắc bắp chuối của Audio Mega này, đầu rắc bắp chuối của hãng luôn. Các bác nhìn chưa? Rắc của nó thì dòng này đều được mạ vàng công nghiệp 24K. Đấy, trên đầu rắc này thì nó sẽ, đây các bác nhìn chưa? Đó, Audio này. Đó, Audio Mega, phân biệt âm dương như này cho tất cả các bác nha. Đấy, các bác nhìn chưa? Đó, Audio Mega này. Đó. Các bác nhìn thấy chưa? Bắp chuối của nó thì đều được mạ vàng công nghiệp. Đấy, hãng người ta làm cũng rất là chỉn chu cho tất cả các bác này, cực kỳ là đẹp. Và cái dòng này thì lõi dây của nó lõi chỉ có 2.5 ly thôi nha, lõi 2.5 ly. Đấy, dòng này thì sáng nay em nó về hàng thì em cũng đã test tiếc đầy đủ cho tất cả bác rồi. Đấy, chất âm nó ra thì cũng khá là hay. Thì theo em đánh giá thì cái dòng này nó sẽ cải thiện tốt hơn cho tất cả các bác ở cái tiếng bát nha. Tiếng bát của nó cũng rất là mềm mại. Đấy, dòng này cũng rất là chi tiết, nghe tiếng của nó trung âm trực âm nghe cũng cực kỳ là tách bạch. Nếu mà để về cân phân khúc thì chỉ có giá nó 1.700.000 một cặp dây loa Audio Mega như thế này. Thì em khẳng định các bác là rất là tầm tiền và cái chất âm nó mang lại thì cực kỳ là hay nha. Đó, chỉ có 1.700.000 thôi. Giá bên Huy Cường Audio sẽ bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nha. Đấy, cực kỳ là đẹp các bác nhìn chưa? Dây loa Audio Mega. Đó. Đây, thân dây của nó này, lõi dây. Đấy. Riêng những cái dòng này thì hãng người ta làm cũng rất là chỉn chu cho tất cả các bác nha. Cực kỳ là đẹp từ thân dây cho đến đầu rắc này, các bác nhìn chưa? Đó, cục chống nhiễu này. Thân dây của nó thì bên ngoài thì nó sẽ bọc một lớp vải như thế này. Đấy, bên ngoài thì nó sẽ bọc một lớp vải như thế này, cực kỳ là đẹp các bác nhìn này. Đó, các bác nhìn chưa? Rất là đẹp nha. Đó, cặp này thì hôm nay em về thì em về cũng khá là nhiều nên là giá nó cũng rất là tốt cho tất cả các bác. Đó, một cặp dây loa Audio Mega như này thì giá bên em sẽ bán cho các bác là 1.700.000 một cặp dây loa Audio Mega, thì sẽ bao gồm phí ship cho các bác. Ví dụ như trường hợp nhà bác nào mà không sử dụng được những bộ đầu rắc bắp chuối của hãng như này mà sử dụng mỏ chim thì bên em sẽ tặng kèm những bộ rắc chuyển đổi mỏ chim nha. Đấy, lưu ý những bộ rắc chuyển đổi mỏ chim bên em tặng kèm thì nó chỉ là những bộ bình dân thôi. Đấy, nhưng mà nó rất là phù hợp. Đấy, nó cực kỳ là phù hợp với lại cái dòng dây loa như thế này nha. Đây em sẽ lấy bác đợi em một chút, em sẽ lấy cái bộ rắc chuyển đổi cho các bác cùng xem nha. Đây, đây chính là cái bộ rắc chuyển đổi nha. Đây các bác nhìn ra.
đây chính là cái bộ dốc chuyển đổi đấy. Nó là dòng này thì bên em bán thì bán lẻ, mà bán lẻ thì cũng 350 một bộ nha. Các bác lưu ý là cọc loa bên em này, cọc loa là cọc loa to nha, chân đồng nguyên khối nha, các bác nhìn chưa, chân đồng nguyên khối, tiếp xúc cực kỳ là tốt đấy. Đầu rắc bắp chuối các bác cắm vào, cắm này đấy, nhìn ra cắm hết được cái bắp chuối rồi luôn đó. Nếu mà những cái loại đầu nhỏ là nhiều cái bắp chuối các bác không thể cắm hết được đấy, thì bên em không có làm. Những cái loại nhỏ và rẻ tiền hơn đấy, hơn 200 ngàn này em không có làm. Cái thứ nhất là nó không đảm bảo được cái chất lượng âm thanh cũng như là cái đường truyền tín hiệu đầu vào cho tất cả các bác đâu đấy, thì các bác lưu ý giúp em những cái vấn đề nhỏ như vậy nha đấy. Rồi đấy, thì bác là không sử dụng được thì em sẽ tặng kèm 4 chiếc thôi, lấy 8 chiếc thì bên em bắt buộc là phải bán được bác nha, các bác lưu ý giúp em nhá. Đó, 4 chiếc tặng kèm đấy. Rồi thì hôm nay em về được cái sản phẩm dây loa Audio Mica của Pháp như này thì giới thiệu cả bác. Bác nào có nhu cầu alo trực tiếp cho Huy Cường qua số điện thoại 0775264888. Bên Huy Cường Audio sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác nha. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Hôm nay em về được chắc chỗ này đây, chỗ này chắc cũng phải được khá khá đấy, em để ra đây cũng được 20 bộ này các bác nhìn này. Đó, thì bác nào có nhu cầu cứ alo cho em nhé. Rồi, em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp.